trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Chúng ta hãy cùng đến với cặp thi đấu song ca. Cặp đầu tiên sẽ là Hoàng Phương, Quốc Trung. Trung ơi, em thấy Hoàng Phương đâu? Anh Phương ơi. Sao rồi nhà em nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay là đây là mẹ chồng. Wow. À mẹ chồng à? Dạ lần đầu tiên cho phép em xin chào. Lần đầu tiên cho phép em xin chào ba vị, hai vị Oras và hội nhà nghề. Thôi em về lại cái giọng của em. Hôm nay em với cả Trung sẽ khắc họa hình tượng của James Bond. Và bên trái em là James Bond. Và đây là một vị lãnh đạo của James Bond trong các tập phim 007, đó là Miss M. Dạ, ca khúc của bọn em là ca khúc Skyfall. Em không có cảm hứng với bài này. Anh Phương có vẻ là rất là hứng thú. Hai người khác màu nhau quá. Hai cái chất đấy nó chạm với nhau. Đã nhìn rõ được một cái sự đối nghịch hoàn toàn. Em cũng đã chấp nhận và đương đầu với thử thách. Tại sao không đổi cho nhau nhỉ? Tại sao Hoàng Phương sẽ là Miss M? Mọi người cũng biết là Trung là một rapper. Rapper cũng có thể mặc suit và vẫn rap một cách rất chất. Thì đấy là điều mà em muốn. Còn gentleman mặc váy thì vẫn có thể là gentleman. Ok, chúng ta hãy cùng đến bài Skyfall của Hoàng Phương và Quốc Trung. Đoạn kết là khi mà mặt trời đổ gục sau những cánh cửa. Ôm trọn tất cả trong mắt ta, liệu có mất đi ánh lửa hay là ta sẽ tránh sửa sai đúng kệ. Lão vào như là con thiếu, thân ta chỉ còn tia sáng cuối mọc đằng đông. Cũng chẳng còn nhiều lần ta phải đối mặt và điều trần với những điều ta chẳng tin, vì nó là dối vặt và sự tối mật. Sau cùng chỉ là sự lặng im lúc ta tới gặp, thì niềm tin lại là thứ nằm xuống. Còn bên ngoài kia kẻ đích chỉ muốn có cốc máu của ta cầm uống, nhưng muốn đâu có được vì đến sự đầu táo mày khó cược. Nếu mày không sòng phẳng mà lại đòi công bằng, thì tao nghĩ tự do mày bó buộc. Giết tao một lần không có nghĩa là linh hồn tao sẽ chết trong lần hai. Ví dụ như mày đang bơi giữa biển thì mình nghĩ cái chết mày gần ai. Đánh rơi tất cả sự đánh hơi vất vả là ranh giới để đời sống tiếp bước. Sự trung thành của tao với mày không phải đặt dấu hỏi, vì ai cũng biết trước. Thế nên là nếu cả một bầu trời trên kia nó đổ sập xuống, thì tao là cây ngay và không sợ chết, đứng vì nước mưa tao đã tập uống. When the sky falls, when it's crumbled, we will stand and so face it all. Face it. Together at the sky fall. Let the sky fall. When it's crumbled. When it's crumbled. We will stand and so. Yeah. Face it all. Together. Hey, hey, nhưng muốn đâu có được. Vì được sự đầu tao mày khó cược. Nếu mày không sống bằng mà lại đòi công bằng, thì tao nghĩ tự do mày bó buộc. Giết tao một lần không nghĩa là linh hồn tao sẽ chết trong lần hai. Ví dụ như mày đang bơi giữa biển, thì mày nghĩ cái chết mày gần ai. Thì tao là cây ngay và không sợ chết, đứng vì nước mưa tao đã tập uống. Sing it CCN. Yeah, yeah, yeah. Hold your breath and go to ten. Go to ten, yeah, yeah. Feel the earth move and day, yeah, yeah. Hear my heart burn. For the CCA, hey, 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 I drown that dream this moment. Yeah, yeah. So overdue, I obey. Yeah, yeah. Swept away, I'm stolen. Yeah, yeah. Let's burn it up. Let the sky fall. Let the sky fall. When it's crumbled, yeah. We will stand as one. Face it all. We face it together at the sky. Let the sky fall. Let the sky fall. When it's crumbled. When it's crumbled, yeah. We will stand as one. Face it all, yeah. Together. So drop it. Where you go, I go, what you see, I see. I know it's never be me without the security. Skyfall is where we start. A thousand miles and a bows apart, a thousand world bars. Yeah, yeah, hey, you know my name. Your loving arms keeping me from harm. Put your head in my hand when we stand.
Xong phần thi của mình. Và em đọc rap hả? Dạ, em có đọc rap ạ. Nhưng mà em đọc chưa hết. Chắc là do Quốc Trung suối đây. Quốc Trung cũng lên được những nốt rất là cao, cũng có phần hát thể hiện của mình, nên là em cũng ép mình để mình rap. Nhưng mà hơi tiếc một chút xíu. Không thấy luôn á, không thấy sai luôn. Ngay từ lúc đầu vào mà Quốc Trung đã rap một đoạn rất là dài và làm cho cái cao trào lên và xong rồi lắng xuống bằng một đoạn hát của anh Hoàng Phương thì thực sự anh cảm thấy nó rất là hòa hợp. Cảm ơn anh. Anh cần thêm nhiều những cái đoạn lắng hơn. Một cái đoạn lắng lúc đầu anh nghĩ là chưa đủ. Trong tiết mục lần này cao trào có, nhưng cái cao trào đó nó đang bị quá là dài, quá là nhiều. Tất cả mọi thứ nó đều hơi bị overload quá. Khi nghe xong phần trình diễn này thì chị nghĩ là chắc Đức Phúc cũng chỉ chê lấy lệ thôi. Và y rằng là như vậy. Cái gì mà cần đoạn lắng ở đây? Bởi vì nếu nó lại tiếp tục xảy ra một lần nữa thì đấy gọi là gì? Đấy là bị bắt bài rồi. Bị bắt bài rồi. Overload á? Không hề. Hay có nghĩa là cả bài hát, cả phần trình diễn này 3 phút mấy đều là cao trào. Chị không nghĩ rằng là Phương lại có thể rap chất như vậy. Còn Trung thì khỏi phải nói. Rap như thế, sau đó thì lại có một đoạn phiêu cao trào như vậy và làm rất là chắc. Bài diễn ngày hôm nay nó căng và ra đúng màu sắc của bài hát này cho cái phần phim này. Chúc mừng các em ngày hôm nay, chị cũng chúc mừng cho cả chị nữa. Bắt bài hay không bắt bài, miễn là tất cả mọi thứ để góp cho cái phần biểu diễn nó hay hơn. Nhưng đoạn hát cao, đoạn hát treo của anh Phương cộng với đoạn rap càng ngày càng đi lên của Quốc Trung, thì em cảm tưởng khi mà em ăn cơm em bị bắt ăn nhanh thì em sẽ bị nghẹn. Làm sao mà lớn như thế này rồi còn nghẹn được? Ăn nhanh ăn nhiều là nghẹn. Giá như mà cái đoạn cao trào nó thật là đắt ở gần cuối thì nó sẽ hay hơn. Đối với chị, cao trào đấy là một cao trào đúng lúc và cái kết là một cái lắng đẹp. Vâng, xin cảm ơn hai Horace. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy quay trở về vị trí của thí sinh. Và xin mời Quốc Anh, Quốc Đạt. Em và Đạt cũng như Horace Đức Phúc đều đang rất là cố gắng để thể hiện tốt phần thi của mình. Nhịp, nhịp. Bật lại cái bài đi. Anh Phúc cố gắng tập cho tụi em gọi là hết cái thời gian mà anh ấy rảnh ấy. Lên công ty tập tới đêm luôn, tập tới 1 giờ sáng. Rất là lo lắng bởi vì không biết là mình có thể bảo toàn được cái số phận của team mình. Trận chiến ngày hôm nay các bạn sẽ thăng hoa với âm nhạc và đem lại được chiến thắng cho đội Đức Phúc. Xin chào Quốc Anh, Quốc Đại. Chào em, chào Gil ạ. Thầy Gil đoán nha, cậu bé Pinocchio à? Đây là lúc mà chưa nói dối. À, lúc chưa nói dối. Và những cậu bé ngoan đúng không? Hy vọng nha, cố gắng. Và bây giờ sẽ là phần thi của Quốc Anh, Quốc Đại. Đôi khi trên môi lại những điều giả dối, đôi khi sau lưng lại sự mệt mỏi không thốt nên lời, nhưng mà cũng đã thôi. À nó miệng nói vẫn ổn nhưng anh đâu? Em trong vòng tay anh, giờ em đang nơi đâu? Ai đang là anh và anh đang là ai? Lời hứa ngày xưa nay đã tàn phai. Có những lần yêu sẽ chết đến từng tế bào, có những lời nói không bao giờ nên nói ra. Còn yêu nhau nữa có chắc trái tim bình yên?
còn nhớ nhau, còn biết đã xa nhau thế nào. Có những lần nhớ, nhớ đến quên cả chính mình. Có những lần khóc, nước mắt nhạt nhòa giấc mơ. Chẳng còn yêu nhau, có chắc trái tim bình yên. Còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Chợt nhận ra đôi môi vẫn đang gọi tên, vì mùa hương khi em xa anh vẫn không thể quên. Giờ anh biết phải xa nhau nếu như thế sẽ rất đau, nhưng anh không thể nào giấu và em không biết được đâu. Anh luôn mong đó là mất khi tình ta đang dang dở, và anh không thể nào thở về chốc đã nói từ lỡ. Câu nói khi cho lòng anh đau nhói, nhưng anh biết sẽ tốt hơn nếu như hai ta chỉ đôi. Có những lời yêu sẽ chết đến từng tế bào, có những lời nói không bao giờ nên nói ra. Còn yêu nhau nữa, có chắc trái tim bình yên. Còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Có những lần nhớ, nhớ đến con cả chính mình. Có những lần khóc, nước mắt nhạt nhòa giấc mơ. Chẳng còn yêu nhau, có chắc trái tim bình yên. Còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Những lời anh đã vô tình nói, những lời đã làm em nhói đau. Những lời giờ đây anh không sao xóa hết được. Như là Pinocchio đây, nó làm ta cách xa. Oh Pino, Pinocchio. Biết đâu xa nhau thế nào. Có những lần nhớ, nhớ đến con cả chính mình. Có những lần khóc, nước mắt nhạt nhòa giấc mơ. Chẳng còn yêu nhau, có chắc trái tim mình yêu. Có nhớ nhau, có biết đâu xa nhau thế nào. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Xin mời Oras Hoàng Thị Linh. Chào Quốc Đạt và Quốc Anh. Chào Oras Hoàng Thị Linh ạ. Có lẽ là chị sẽ không nói nhiều về tiểu tiết, bởi vì sự khác biệt duy nhất nhưng lại quá lớn giữa hai phần trình diễn của team Hoàng Thị Linh và team Đức Phúc ngày hôm nay là đẳng cấp. Thắng ra bọn em nên chọn vào đội của chị. Chị rất thương bọn em. Cách hát này ấy, có thể gãi cho người ta bớt ngứa được, nhưng cách hát của team Hoàng Thùy Linh ấy, có thể chữa được bệnh. Chữa được bệnh hay là làm cho người ta nhồi máu cơ tim thì cũng không biết được. Chúng ta sẽ không thể so sánh kỹ càng được, tại vì hai màu sắc của hai phần biểu diễn của đội chị Hoàng Thùy Linh và của đội Đức Phúc nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chắc chắn đẳng cấp hay tươi mới thì tất cả cũng đều phải là đem lại được một cảm xúc cho quý vị khán giả. Đây là lần đầu tiên Quốc Đạt rap, thì đây là một cái thử thách dành cho Quốc Đạt, và cũng nhờ có Quốc Trung của team chị Hoàng Thùy Linh đã hướng dẫn rất là tận tình cho Quốc Đạt để Quốc Đạt có được cái rap như ngày hôm nay, và rất là cảm ơn Quốc Trung rất là nhiều. Cái I know ấy, em Long, I know kiểu em I buông. Know. Cái I know. Em Long nhấn vào kiểu em cảm giác ấy. Nó như kiểu một cuộc nói chuyện thì nó cứ đẩy cao trào dần thôi. Nó khá là bất ngờ đối với anh, tại vì rằng là anh không nghĩ rằng là kiểu một người hát ballad rất là hay mà em lại có thể rap nó cũng cảm xúc được như vậy. Còn cô anh thì vẫn những cái luyến láy rất là thích. Hy vọng rằng là cả hai tiết mục sẽ chạm đến được quý vị khán giả và cũng như là hội đồng nhà nghề ở đây. Cảm ơn Oras Đức Phúc và Oras Hoàng Thị Linh. Xin mời những nhận xét từ hội nhà nghề dành cho trận đấu song ca này ạ.
Có lẽ tôi sẽ không nói về vấn đề mà đẳng cấp hay là tươi mới ở đây, bởi vì đối với tư duy của mỗi người khác nhau thì nó sẽ có những cái sở thích khác nhau. Thì ở Hoàng Phương và Quốc Trung nó thiếu bùng lên ở đoạn cuối nữa chứ không phải là một điểm thiếu điểm lắng. Nhưng mà hai em đã hòa quyện được rất là tốt và đã bổ trợ được cho nhau nhiều hơn. Còn về phần Quốc Anh và Quốc Đạt thì tôi chưa cảm thấy được cái sự kết nối giữa hai bạn trong bài hát. Xin mời anh Long, hello. Quốc Anh và Quốc Đạt trước. Các bạn mở đầu kết hợp với nhau rất là trôi chảy. Nhưng mà bắt đầu khi mà một trong hai có những cái gợn thì sau đó các bạn bị mất kết nối. Còn về Skyfall thì tôi ủng hộ Đức Phúc. Và hai em biết vì sao mà nó cần một đoạn lắng đúng không? Đó là vì Quốc Trung, em có nguyên một đoạn solo đầu để mở đầu rồi, đắt ở đấy rồi. Hãy nhường cho bạn. Đó chính là cái lắng xuống của cái bài này. Xin được nhận xét về tiết mục Skyfall của Quốc Trung và anh Hoàng Phương trước ạ. Thì phải nói là đây không phải là một tiết mục dự thi, mà đây gần như là một phần trình diễn của hai nghệ sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay Quốc Trung khiến cho mọi người phải bất ngờ khi mà cất giọng lên và lại còn hát những cái nốt cao mà treo lâu như thế. Sẽ nên có thêm một đoạn gì đó lắng xuống như là anh Ora Đức Phúc đã nói. Thì Eric nghĩ là sẽ khiến cho người ta nghe đi nghe lại nhiều lần hơn. Quốc Anh thật sự là làm Eric phải nói là sởn da gà khi mà anh cất những cái câu hát đầu tiên cho cái phần điệp khúc của bài này. Có lẽ là phải học Quốc Anh rất là nhiều ở cái việc là xử lý mới và làm biến cái bài hát nó thành bài hát của mình. Còn anh Quốc Đạt thì giọng rất là chắc, và khi hai người kết hợp thì Eric thấy là đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo và khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Và nói thật là đây mới chính là cái tiết mục mà hay nhất của đấu này. Quốc Anh có thể hát lại cái câu có những lần yêu giết chết đến từng tế bào. Có những lần yêu giết chết đến từng tế bào. Thì vòng trước Quốc Anh là người từng nói với Oras Hoàng Thùy Linh là liệu trong team của Oras Đức Phúc có ai có thể xử lý Tây được một ca khúc, ví dụ như là một ca khúc vừa rồi của nhạc sĩ Cai Đinh hoàn toàn mới. Em khẳng định là có. Thì đây là cái câu hát rất mới, rất văn minh. Quốc Anh là có cái xử lý quá tốt. Nếu như đặt một vài thí sinh của đội Hoàng Thùy Linh vào đây ý, feel như thế feel hơn nữa vẫn được, và mọi người đã từng chứng kiến rồi. Chị biết hết. Quốc Anh ngày hôm nay cũng thế, cũng cố gắng để có thể feel ra những cái câu đuôi mà để cho người ta thấy cái nghề của mình có. Nhưng nói tóm lại, chưa bằng đội chị được. Thi mà, phải song phẳng với nhau, công bằng với nhau chứ. Những điều mọi người nói là đúng, là các bạn đã có những tiết mục tốt. Nhưng mà tôi cũng đã hy vọng đây là một trong những chương trình mà mọi người không tắm gội các thí sinh của mình bằng những lời hoa mỹ. Nhưng mà ngồi ở đây tới tiết mục này, tôi thấy các bạn được tắm rất là nhiều trong những lời hoa mỹ đó. Và điều đó làm tôi cảm thấy không vui lắm. Sau cái chương trình này chắc là nhà sản xuất sẽ không mời tôi xuất hiện trong bất cứ chương trình nào nữa, vì tôi rõ ràng là một người rất là lắm lời. Nhưng mà nhưng mà chắc chắn các bạn đã cố gắng thế nào tôi không quan tâm. Tôi quan tâm duy nhất là câu chuyện đó nó có hay hay không, và cái tiết mục các bạn biểu diễn nó có tốt hay không. Giống như Đức Phúc nói, đẳng cấp hay là không đẳng cấp vậy nó không quan trọng. Quan trọng của một nghệ sĩ có là có khán giả của mình. Xin cảm ơn chị Trang ạ. Và trước khi đến với phần thông báo bình chọn chung cuộc với trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, xin mời cả Ngọc Vy và Bá Vương hãy cùng lên sân khấu và đứng cùng với đội của mình. Và sau khi Gil thông báo kết quả bình chọn thì chúng ta sẽ biết được đội Oras nào sẽ là có tỷ số thắng chung cuộc. Và xin mời sự bình chọn của Hội Nhà Nghề Dự án số 1 ạ. Và với tổng số phiếu là 15 thì chúng ta có kết quả là 9 và 6. Xin được chúc mừng đội của Oras. Đức Phúc có nghĩa là tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về đội của Oras Đức Phúc. Oras Đức Phúc là người thắng cuộc và có quyền loại đi hai thí sinh của đội Oras Hoàng Thùy Linh. Nhưng trước hết thì xin hỏi Oras Hoàng Thùy Linh muốn bảo vệ cho thí sinh nào sẽ an toàn ở vòng loại này ạ? Rồi là giống như lần vừa rồi, em muốn hỏi chị rằng là chị có tin em để cho em chọn hay không? Làm sao mà chị tin được đối thủ của mình?
chọn Ngọc Vi. Nhưng mà Gil cũng khá là thắc mắc. Bé Ngọc Vi thì chưa gọi là quá mạnh trong đội của Oras Hoàng Thị Linh. Tại sao chị lại lựa chọn bảo vệ Ngọc Vi ạ? Đây là luật, và luật không có ghi là phải giải thích. Nhưng liệu chị đã công bằng hay chưa? Ở trong tập trước, Hoàng Thùy Linh đã rất đau khổ khi phải loại top 8, loại 2 bạn để còn lại 6 bạn này. Mà những ai mang lại cảm giác khó khăn đau khổ cho chị phải cho người đấy có cảm giác lại như thế. Bây giờ em có thấy em đang sẽ rất khó khăn khi ba thí sinh còn lại vô cùng mạnh của The Debut không? Chắc chắn đó là điều mà em đang cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng em vẫn đang hỏi rằng là liệu khi mà chị chọn Ngọc Vi, chị đã công bằng hay chưa? Chị làm gì cũng nghĩ đến tiến lùi Phúc ạ. Chị không sống theo cảm xúc. Mà lựa chọn ngày hôm nay để Quốc Đạt và Quốc Anh cùng vào á là lựa chọn của những người sống theo cảm xúc. Chị nói thế không được. Khi mà chúng ta đã có hội nhà nghề ở đây thì chị không thể nói rằng là cảm xúc được. Trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được hả Phúc? Em còn non và xanh lắm, ý chị là còn nhựa. Việc non và xanh hay không thì tất cả đã đều chứng minh khi em đang được ngồi cùng đây với chị và chị Tràm. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Chị bây giờ đang muốn biết là em sẽ loại ai đây này. Horace to Phúc phải đưa ra quyết định. Ngọc Vi, em sang bên này. Em đứng cùng Quốc Anh Quốc Đạt nhé. Horace to Phúc sẽ phải lựa ra hai thí sinh để loại. Có nghĩa là chỉ có một thí sinh được đi tiếp trong ba bạn này. Phúc có thể nói tên của người đi tiếp. Quyết định của Đức Phúc là bà Vương. Chúc mừng bà Vương. Như vậy là Quốc Trung và Hoàng Phương của đội Oras Hoàng Thị Linh sẽ phải ra về trong đêm thi ngày hôm nay. Và chúng ta đã có được top 4 của dự án số 1 The Debut 2018. Đó chính là Quốc Anh, Quốc Đạt, Ngọc Vi và Bá Vương. Ê, chị Linh, chị thương em chưa? Thế em mới feel bad vì em không bao giờ làm tốt. Phúc là một người thực sự rất là thích Ngọc Vi. Nhưng mà Ngọc Vi là người làm yếu nhất trong đội chị Hoàng Thùy Linh. Có thể nói là cái ý kiến quan điểm của Linh, có thể Linh coi nó là đúng nhưng biết đâu đối với mọi người thì nó lại là sai. Và cái quan điểm mọi người coi là đúng thì ngược lại đối với Linh nó lại là sai thì sao? Và chính vì thế nên cách tốt nhất là tôn trọng nhau vậy thôi. Nhưng mà em phải cố hơn. Bà Phương thì là hôm nay tốt. Nhưng mà chắc chắn rằng là bọn em còn học hỏi anh Phương nhiều lắm. Anh là hay ôi trời tôi chết rồi, về loại như này về chị Tràm mà về là chết thế này. Chị Tràm là rất là thích anh Phương. Dạ. Thích lắm. Thích giọng hát đấy. Đây là thích chuyên môn. Chuyên môn chứ gì. Đến lúc đấy thôi thì em nhận ra một điều là mình đi về cũng được. Tại vì top 6 này mọi người cũng khá là cân sức cân tài. Em muốn chứng tỏ nhiều hơn để ít ra khán giả có một cái nhìn khác với rap, với cộng đồng underground rap Việt. Vì hôm nay trình diễn không tốt, không được tốt so với ba anh kia. Tập này lên thì chắc Vi sẽ chịu nhiều cái gạch đá. Chắc là tụi em cũng sẽ có một cái buổi gọi là trấn an để mà Vi có thể chịu được. Thì em nghĩ là chắc chắn cư dân mạng sẽ có rất nhiều lời nói không có được tốt và hay ho lắm. Nhưng mà nếu họ trong cuộc chơi, họ sẽ hiểu là nếu mà Vi chỉnh chu và tập trung thôi, chắc chắn sẽ rất là mạnh. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được top 4 của dự án số 1 The Debut 2018. Và theo thông báo từ trước của chương trình thì top 3 thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất hiện nay sẽ có một bạn thí sinh có cơ hội quay trở lại ở vòng đấu tiếp theo. Và top 3 hiện nay đó chính là Hải Đăng, Trúc Phương và Hoàng Phương. Như vậy, thí sinh quay trở lại với dự án số 1 The Debut ở vòng thi tiếp theo đó chính là Hoàng Phương,
và Hoàng Phương sẽ thuộc về đội Oras Hương Tràm. Oh my God, nhưng mà Hương Tràm không có ở đây. Vòng tiếp theo đây chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của Oras Hương Tràm. Và đội của Oras Hương Tràm không chỉ có Hoàng Phương, mà Oras Hương Tràm còn quay trở lại cùng một thí sinh nữa. Chào Thanh Nhiệt, Dr. Thanh, ứng dụng mua sắm Tiki.vn đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em bước đến cuộc thi này, cái điều mà em trăn trở nhất là em muốn cống hiến cho cái nơi đã tạo ra em. Mà bây giờ dừng lại thì nhìn lại quãng đường mà em đã đi qua, chí ít em đã làm được những điều gì đấy. Chị là Oras Hương Tràm từ dự án số 1. Đó là theo luật của chương trình và vòng theo trường này thì nhiệm vụ của chị là tìm một thí sinh đã dừng chân ở giỏi nhất, tốt nhất, có năng lượng tốt nhất để quay lại cấp 6 để cùng đội chị thi đấu với đội của Oras Đức Phúc và Oras Hoàng Thư Linh. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi, hai tiếng nữa lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối cùng này mùa sắm qua dễ dàng, canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Vừa sáng thành vì sao? Vừa sáng thành vì sao? Ngóp lấp lánh trên cao. Quyền quyết định quán quân nằm trong tay bài. Nhanh tay bình chọn cho quán quân dự án số 1 The Debut 2018 trên ứng dụng TikTok. Cổng bình chọn sẽ chính thức mở từ 23 giờ ngày 31 tháng 8 đến 12 giờ ngày 21 tháng 9. Tải app TikTok và bình chọn ngay.